ca, rồi 10 ca, 100, 1000, rồi cần 6000 ca mắc mới mỗi ngày. Thôi ta không đếm nữa, không xem nữa. Hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan lên. Thực hiện 5K, 7K và ở yên tại nhà. Thành phố thân yêu của chúng ta đang trong giai đoạn rất khó khăn khi phải căng mình đối mặt với đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Với ý chí chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố đang ra sức chiến đấu với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị địa phương là một pháo đài chống dịch. Một bệnh nhân F0 không triệu chứng tại bệnh viện dã chiến mới lập. 12 giờ trưa vẫn chưa có cơm ăn. Đói bụng, anh dường như muốn hét lên với mấy người phục vụ. Nhưng rồi khi nhìn xuống, những thanh niên mặc đồ bảo hộ kín mít đang vận chuyển hàng hóa cho người cách ly giữa trời nắng 40 độ. Bước đi siêu vẹo vì mệt, vì làm việc liên tục từ sáng mà chưa được ăn. Có những người dù trên tay vẫn bưng chục hộp cơm đang nỗ lực nhanh chóng phát cho người bệnh. Đâu đó có người đã kiệt sức và say nắng. Anh dừng lại, bỏ ý định nổi nóng và im lặng đợi đến lượt của mình. Một người sinh sống trong khu vực bị phong tỏa, đợi mãi mà chưa nhận được đồ cứu trợ. Cô bực tức vì nghĩ rằng đội tình nguyện tắc trách. Hôm đó, trời đổ cơn giông, cô vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Thấy các chiến sĩ dân quân, công an, lực lượng y tế túc trực ở chốt kiểm dịch đã ướt sũng người vì mưa to, gió mạnh. Thấy họ co ro, lạnh người mà vẫn âm thầm chịu đựng, cô lặng lẽ, nước mắt chảy vào trong. Một người F1 bị cách ly, trong lòng anh như muốn nổ tung vì bức bối. Gọi điện than thở với bạn. Nghe bạn kể có người thân là sinh viên trường y, cũng ngang tuổi đứa con gái lớn của anh. Hơn 2 tháng nay ở tuyến đầu xông pha chống dịch, chưa được về nhà. Anh lặng im, trong lòng không còn bức bối nữa. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của những người đang ngày đêm chống dịch, ta cũng đủ thấy dịch bệnh đã làm mất quá nhiều sức lực của chính phủ, của người dân. Xin đừng than phiền, đừng căng thẳng với nhau. Chúng ta có thể cho bản thân một phút để cảm nhận những cảm xúc tiêu cực. Nhưng một phút đó qua rồi thì chúng ta phải đứng lên. Chính bản thân chúng ta phải mạnh mẽ lên. Vì công sức của bao người đã bỏ ra để chúng ta có cơ hội khỏe mạnh. Xin đừng than phiền, đừng căng thẳng với nhau chỉ vì một chiếc bánh mì hay một con mèo. Xin hãy dừng lại và ngẫm. Rong, củ quả, gạo, mì gói.